Rồi, hello anh em, Trại Bò Thân Tính xin chào anh em nha. Hôm nay em lên một clip bò mới cho anh em xem hết anh em. Và chuẩn bị là em về thêm vài con bò độ nữa anh em ơi. Con đầu tiên là con kem vàng, con này tinh mới nha anh em, dòng tinh mới. Cái lông đó anh em nhìn là anh em biết liền. Cái màu này con kem trắng mà nó lai cái màu vàng vàng á. Tinh mới ha anh em. Con này lớn tốc độ lắm. Con này thì không có đường chê rồi. Chân cẳng mặt mày thì hoàn thiện anh em ơi. Cạnh đuôi thì tuyệt vời, cái lưng thì thôi khỏi bàn luôn. Nhìn cái mặt là mấy con bò là nhìn cái mặt là mình biết ăn tiền ha. Quá đẹp, cạnh đuôi cũng đẹp nữa anh em. Đuôi người ta nghiên cứu thấy cái đuôi là ngắn ngủn ha. Tuyệt vời con bò ha. Con thứ hai, con kem trắng. Con bò cái đầu anh em nhìn kìa, rất là duyên ha, bao bì kem. Cạnh đuôi bự ha anh em. Con này nếu mà chủ nhà cho ăn thức ăn tới thì con bò này cái đít dữ lắm anh em. Nở đít. Nhìn con bò bề bản nó có nó ghê ha. Đó, chân cẳng móng đứng anh em ơi. Trại của em, trại bò Thanh Tính ha, ấp 4 thành phố Cầu Kè, Trà Vinh. Đây, mặt nữa nè. Tuyệt vời không? Đẹp cực kỳ ha, lỗ tai nhỏ gứt. Anh em có nhu cầu đến trại em anh em ơi. Bò tuyệt vời không? Chuẩn bị đem về thêm một 4-5 con nữa anh em. Toàn là bò VIP không á. Trong đó có con bò muối dữ lắm anh em ơi. Bò muối đẳng cấp luôn á. Khi nào về em đăng lên cho anh em xem ha. Con số 2 đó, con số 2 thì tuyệt vời rồi. Con này lớn anh em ơi. Con này cũng lớn rồi. Mặt này nhìn có duyên hết sức. Em này thì em 3B, 3B xám. Bò này thì chủ nhà hơi bỏ quá anh em ơi. Bỏ bê quá cho nên là cái mình nhìn cái mé đít nó không nở hung ha. Nhưng mà tác tướng thì cứ tốt ạ. À. Đầu bự. Mấy con này thì nó ăn thì thôi, cắt cỏ ảnh sống chứ không phải giỡn đâu. Mấy con này thì về mình cho dỗ cháo được rồi. Tốc độ trong vòng 5 là mình xuất ha. Dỗ cháo trong vòng tốc độ 5 là tầm giá là 50 55 triệu là có lời rồi. Xương sóc to ha. Ba bê xám anh em ơi. Dai nở ghê không? Bò đừng bắt dây chiết anh em. Dây chiết suốt đời nó không có nở được như người ta đâu. Tuyệt vời ha. Con số 3. Con số 4, ba bê bông. Chúng em giờ có con ba bê bông đen này anh em ơi. Lúc trước nguyên một lô ba bê không? Nó có luồng anh em ơi. Nó có luồng ba bê. Có luồng thì luồng kem không này, mặt đẹp bự anh em, bò mặt đẹp hết sức. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại 0389 047 298 nha, biết giá trực tiếp từng con anh em ơi. Đầu bự mặt đẹp chân bự, đít da thì 3B thì mình nói so với đầu đít da thì nói chung nếu mà con bò F2 là đít da là ok. F2 em thấy 3B con nào lông cũng hơi to to vậy nè. Còn lông sát là chỉ có F1 thôi. F2 lông sát khó lắm. Tuyệt vời ha. Đít nè. Đít bề bản dữ anh em ơi. Ba bê ha. Này kem vàng anh em ơi. Bò này cũng lớn á. Bò này tầm khoảng 7 tháng anh em. Đầu bự. Đầu trụi anh em ơi. Cạnh đuôi bự anh em ơi. Mấy bò nói chung là ăn uống thì về không đủ cỏ cắt cho nó ăn anh em. Chứ nước ăn uống thì khỏi bàn nó anh em ơi. Đó. Chân cẳng thì nó ok, nó lành lặn nha. Móng đứng ha, móng chấm ha. Con cái đầu nhọn ha. Mà đầu thì cũng không sao, nó quan trọng là mày ăn dữ, tướng dữ là lên thịt nè, chứ không có gì hết. Da đít đẹp là ok. Còn xét về mẫu con bò đẳng cấp thì nó phải khác nữa. Nó thì những con bò này thì nói chung là nó là tầm khoảng 8 lúc bò, 8 lúc trở lên chứ không có thường nữa. Chân móng nó mình nhìn xét kỹ thì nó đẹp ha, tuyệt vời ha. Dai hở ha, chân bự. Nó những anh em nào mà thích đầu trụi thì hết ý rồi. Đây. Còn con bò này là không đường chê. Thì anh em biết rồi đó, nếu mà những thằng không đường chê thì cái giá nó phải căng. Lúc nào nó cũng phải căng hơn người ta hết.
thì khi mà mình ra mình mua, ta là hiển nhiên nè, giá nó cũng phải giữ hơn. Nếu mình mua thấp ai bán cho mình? Nó cái mỏ nè, cái mặt kìa, thấy ghê chưa, con bò quá whip. Con bò này nó bự lắm, nhưng mà con bò này phải có em ở nhà mới được, quay một cái phải tới con bò mới được, quá tai con bò này em ơi, khủng khiếp con bò thiệt chứ. Từ chân cẳng mặt mày của nó mình không có đường mình chê nó chứ anh em. Nè cái xương nó nè, hết bia rồi, hết bia con bò luôn. Kem vàng F2 nha, hết bia con bò thiệt chứ. Bò này nuôi phải bán hàng sáu, còn em này là em lỡ nè, hỏm là cái mé đít nó bị trầy nè. Nói chung là mấy con bò ấy này là giờ nó hết rồi nè anh em. Chút quay kỹ cho anh em ha, con này thì nó sổ mũi rồi nha. Ừ, chân cẳng nó, mặt nó đó, con bò mặt ăn tiền rồi, có sừng hiệu quả hơn chút. Ừ, lông sát da mỏng, đít là đít, cái bằng là đít thối thần luôn anh em. Đó, anh em thấy không, cái mé mông của nó là nó lành rồi đó. Chỉ đơn giản là anh em cứ lấy cồn 70 độ anh em xịt vô thôi, tại vì nó đâu có bị gì đâu, mình lấy cồn sát khuẩn vô là hết, không có gì mãi hết. Này con bò này mới đáng là mình nói nè, thứ nhất là xương bự, nó đầu đẹp tướng tác đẹp, nhưng mà dở cái bộ lông, tại con F2 đa số tỷ lệ mà nó ra lông to to nhiều lắm, tin mới bây giờ nó ra tỷ lệ này nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ anh em cứ mua cái bằng về có nuôi mấy con bò mà lông to to như thế này nè, cứ lấy cái bằng chải sáng anh em cứ tắm nó, anh em vuốt xuống á, tự nhiên nó rụng hết trơn. Tầm khoảng bò này khoảng chừng tháng tháng rưỡi nữa là rụng sạch đó, tắm mình vuốt nó là sạch hết. Nhưng mà mấy con này nuôi phải kỹ, thì con bò nuôi chắc chắn là nó sẽ mình phải kỹ, rồi kỹ nó mới được chứ, bò nuôi ở dơ không được anh em ơi. Con nào cũng vậy, lông sát lông nhuyễn cũng vậy, nuôi ở dơ là không chơi. Tướng thì hết biết cái này mày. Bò này nói chung là bò độ, thì nói chung mấy con bò này thì không có đường bàn nữa rồi. Nè thêm con này nữa nè, con này đỡ cái là nó cũng cùng tinh đó, nhưng mà nó đỡ cái là con mẹ nó lông sát cho nên là nó lông nó đỡ hơn. Hai con anh em mua cặp cặp kem, mà cặp kem độ này là thôi khỏi bàn anh em ơi. Nước ăn của hai con bò này dữ lắm, bò này nói chung là em coi nó lâu lắm rồi, tới giờ mới mua được nó lâu lắm, chủ nhà bán căng quá à. Nhưng mà con bò mình điếm nổi anh em ơi, kệ phải mua đại nó chứ sao, tại vì từ vai lưng đít mặt mày nó mình không đường mình chê, chỉ có quyền chê cái giá thôi, nhưng bò bự lắm mày, bò người ta bự lắm mày, chứ không còn bò nhỏ nữa. Tầm lùn bò 7 tháng 7 tháng mấy cứng bò chứ, ăn bụng nó kìa, nó có tướng nó đứng dậy đó anh em thấy không, cái mặt nó kìa. Còn em này thì em bò cái, nói chung bò này có chữa bự anh em ơi, con này có chữa gần 7 tháng rồi, 7 tháng 7 tháng mấy rồi mà. Con bò này thì nói chung là con bò giá lửa, em mua giá lửa lắm, tại vì con bò hợp 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 gu, nói chung là lựa được con bò cái tốt khó lắm anh em. Anh em có nhu cầu thì khoái con bò này thì alo với em ha, bò này thì nói chung giá nó hơi căng anh em ơi. Bò này nói chung em mua lâu lắm rồi nè, nhưng mà tại vì em không có đăng nó lên thường, tại vì cái giá cả với lại cái con bò mẫu ưng ý á, thì nếu như mà được á thì mình sức sức cho anh em, sau này em còn mua con giống của anh em lại nữa, mà bán con bò phải quan trọng là cái chữ tín mà. Đây em này thì ba bê bông trắng á, con này thì mình dạng mình thả anh em, đít dai khỏi chê ha. Nhưng mà con này thứ như mà ban đầu anh em nhìn thấy nó thì anh em thấy nó chân nó sẽ hơi nhỏ, nhưng mà lầm nghe, coi mấy con này lầm chết, thì sau này con này nó sẽ lớn theo độ tuổi, nó còn bự ra lắm. Con kem anh em phải lựa cái khung 3B, không được lựa cái khung đâu, còn cái đít nó thì khỏi bàn, mấy con này khỏi bàn cái đít này, nó đi thì anh em thấy rồi đó. Rồi cái này là con kem nữa nè, kem mỏ đen nè. Mấy con mà kem mỏ đen em tướng nó dữ lắm anh em, cái xương cái độ xương nó dữ lắm, xương sóc nó to hết biết. Con này là khoảng 6 tháng, cứng vừa vừa cứng 6 tháng, đồng tiền cũng rẻ ha. Con này càng ngày càng lên nè, nuôi càng ngày càng lên nè anh em.
Đây em quay sơ cho anh em xem ha. Nguyên một cái lô của em. Chuẩn bị về thêm 5-6 con nữa ha anh em. Anh em có nhu cầu thì cứ đến trại của em ha. Trại bò Thanh Tính, ấp 4 Thành Phú, cầu Kè Trà Vinh. Thì nói chung anh em ở xa hoặc ở gần gì đó cứ có điều kiện đến trại. Thì nói chung là trại sẽ giữ đảm bảo an toàn khoảng cách. Anh em đến trại cứ mở cửa xem xong mình đứng riêng ra. Rồi, sẽ đảm bảo cho anh em ha. Rồi, vậy ha, em xin chào anh em, hẹn anh em lại cái video sau. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ.